Xin chào mừng cô chú anh em và các bạn. Hôm nay Thị mới đi siêu thị về. Thị quay cho mọi người xem cùng Thị cho vui ha. Rồi hôm nay gia đình của Thị 7 người trong một tuần là ăn là bao nhiêu tiền cho thức ăn trong một tuần 7 người ở Mỹ ha mọi người. Cái này là Thị mua những cái đồ cũng không có mắc lắm đó nha bà cô chú. Đó, cho nên là nó cũng giá cũng ok thôi. Cái này là Thị đi hai cái siêu thị nha. Thị đi hai cái siêu thị, Thị đi Lesialand với lại Wenco. Cho nên là hai cái siêu thị mà tính ra hết thì hôm nay nè, Thị mua được ở đây là bốn trái táo ha, bốn trái táo và bắp cải. Bắp cải dài nè mọi người. Đó, bắp cải dài và một bịch đây. Một bịch cam, hai bịch cá. Cá này là cá cá lóc xương ha, cá phê lê, cá lóc xương thẳng rồi. Đó. Rồi ở đây thì có một miếng thịt thịt bò xay. Cái này thì mua miếng thịt bò xay này để thì làm giò viên giò bò viên á mọi người, để làm bò viên. Và ở đây thì có ba dĩ này nè. Bình kiền dĩ. Ba dĩ này thì ăn cái này thì ba chồng thì với chồng thì thích lắm. Khoảng một tháng là ăn một lần ha. Cái này mình là sẽ luộc với bia, thì cũng có làm video qua rồi. Cái này cũng rất là dễ làm, mình nấu chiên qua chút rồi mình luộc với bia rất là ngon. Bà cô chú ba dĩ, tại 7 người là phải ba dĩ đó. Rồi ở đây thì có cà, cà chua và giá. Ngoài đây thì có ba trái ớt chuông màu, năm trái ớt chuông ha, năm trái ớt chuông, hai trái màu xanh và hai trái này. Tại cái màu xanh thì nó rẻ hơn, nhưng mà chú cái này thì có sáu đô, nó lộn sáu mấy sen nè, là khoảng chừng chắc mấy chục ngàn mình á. Còn này thì khoảng 20 ngàn, là 98 sen, là khoảng 20 ngàn một trái nè. Còn đây thì có một ấy cần no cần này nè, để thì nấu súp nấu đồ đó thì bỏ vô với là cắt xào cũng ngon. Cái này thì khoảng là ba đồng bảy á mọi người, là khoảng 4 đồng đô, khoảng 100 ngàn, đi cho 100 ngàn. Rồi hành này là hành lá này thì 20 ngàn đồng đô. Rồi mấy hai trái dưa, dưa của Mỹ nè, nó to vậy đó mà chú. Và đây là hai chai xà bông gội đầu và xả đó, xong gội đầu xà bông xả. Bây giờ thì cũng không nhớ giá tiền luôn mọi người ơi, tại nãy đi xong rồi cái nén. Ở đây thì có hai bọc tôm, mà hai bọc tôm này á thì một bọc khoảng 6 đô, là khoảng 120 ngàn, 6 đô. Còn cái dĩ này á thì một dĩ là 4 đô rưỡi, là cũng khoảng 100 ngàn đúng không bà cô chú? 100 ngàn. Đây rồi thì có ở đây thì có mua mì này nè, mì đen của Hàn Quốc nè, mì tương á, mì tương của Hàn Quốc ăn rất ngon ha. Mà ở trong Lesseland nó đang sale, hai bịch này thì mua thì nó chỉ có 3 đồng, mà hai bịch 3 đồng, 3 đồng đô, là khoảng 90 ngàn hai bịch. Ở đây thì có chuối nè, ở đây thì có thịt nguội. Thịt này là để ăn buổi sáng nè bà cô chú, nếu nhiều khi xào với mì ý rồi này kia cũng rất là ngon. Ở đây thì có mấy cái bịch bánh bánh này đi mấy đứa nhỏ nó thích nè. Đó, bánh này mấy đứa nhỏ nó thích lắm mọi người ơi. Đó, mua mấy bọc cho mấy chị. Đây ba bọc bà cô chú. Đây thì kẹp tóc cho lấy lì dạo này điệu lắm, cái gì cũng muốn làm tóc đẹp đẹp. Ở đây thì Thị có ba trái bơ, một trái bơ này khoảng 1 đồng rưỡi một trái mà coi trước là khoảng 60 ngàn hả ta. Đó, 1 đồng rưỡi đô một trái. Một bình sữa, đây là một bình sữa tươi này là khoảng 4 đồng rưỡi, thì 4 đồng rưỡi là khoảng nhiêu đây ta, 100 ngàn không bà cô chú. Và đây thì có cái sữa gọi là sữa sôi á mọi người. Sữa này thì uống tốt cho phụ nữ, cho cái bọc này, cái sữa này là cũng 4 đồng mấy. Ở đây thì cà phê ha, nước pha cà phê buổi sáng á, cái này nó thơm thơm ngọt ngọt không mà cô chú. Nó thì nó là cái vị của vani ha.
cứ cứ là thơm. Này thì có hai dĩa thịt bò. Hôm nay là thịt bò nó cũng hơi rẻ đó mà cô chú. Thì mua được một cái dĩa này nè. Nó cũng to ghê luôn vậy đó. Một dĩa thịt bò này mà có 11 đồng 40 mấy sen và chẳng 250 ngàn đi. Cho nó khoảng 250 ngàn một dĩa thịt này. Thì không biết ở Việt Nam mình thịt sao, nhưng bữa nay là hơi rẻ đó, nhưng mà cô chú dạo này thịt cũng lên giá đắt đỏ. Ở đây thì có một cái dĩa này nữa. Cái dĩa này thì là 12 đồng. 12 đồng mấy nè bà cô chú. Đó. Khoảng 200 mấy ngàn ha. Đó, cho 200 mấy đi chứ thì cũng không biết 200 mấy. Hay thì có cái hộp này để mình chấm với chip á. Mình chấm mình ăn. Hay ra thì mình có bim bim mà gọi cái loại của người người Mễ á mà cô chú, mà người ta làm bằng, tại vì thì quên mua rồi. Người ta làm bằng bắp á, mình chấm vô này cũng ngon. À, thịt nguội để làm như nè, nó xong quyết cho con cho chồng đi ăn buổi trưa đó mà cô chú. Ngày nào thì cũng phải làm cơm hộp cho mấy đứa nhỏ và chồng thủy em đi. Ở đây thì bánh cá, bánh của con cá đây nè, bánh này mấy đứa nhỏ nó thích lắm. Mua bọc vậy để bỏ vô cho đem theo vô trường học á. Bánh này nó là phô mai ha, cái gì phô mai rất là ngon. Thủy cũng không nhớ cái giá rồi mà cô chú ơi, nhiều quá bây giờ quên. Đây là bánh, bánh này là bánh đậu phộng, bơ đậu phộng nè, bơ đậu phộng rất là ngon. Bánh này nó cũng giống như bánh quy mà nó có bơ đậu phộng chính giữa đó mời cô chú. Con nít ở bên này nó thích đây, và có bánh này nữa đó. Ở nhà có con nít thì có bánh không bà cô chú ơi. Đây ở giữa nó kẹp một miếng đây nó kẹp một miếng này nè, đó rất là ngon luôn. Nó mềm mềm mà ngoài nó là bánh tây á. Ở đây thì có là cái này là gọi là gì ta, yogurt cho con nít á. Mình chỉ xé có cái bọc dài vậy nè, mình xé vô trong nó nút ra thôi. Thì ở đây nó có cái vị nè, vị ba vị ha. Này đây là dâu và chanh và chili, còn kia thì nó chua chua mà cô chú. Có mấy vị ở trong cái bọc này luôn. Nó cái bọc này thì á mình gỡ ra nha cô chú. Nó lấy lì á, ngày nào cũng ăn cái này với chuối á. Buổi sáng lấy lì hay ăn một cái này với là một cái chuối, xong rồi chơi một chút rồi lấy lì lại ăn thêm cái khác á mọi người. Này thấy không, đây cái bọc nghe kéo ra là nhà nông rồi cô chú. Đó, nó là vậy ha. Hay yogurt, cái này cho con nít ăn rất tiện lợi. Nút xong rồi cái mình thảy không gác thôi. Ở đây thì đó cũng bánh đó, bánh con cá. Này thì có thịt bò heo, có hai dĩa thịt heo nè. Thịt này thì chiên sườn lên rồi hấp miếng rau miếng cải lên ăn rất là nhanh lẹ gọn lẹ luôn. Một dĩa giờ có 5 đồng mấy đô à, cho nó 6 đồng đi ha, 58 mốt cho 6 đồng đi, khoảng 120 ngàn một dĩa này. Cái nào có giá trên đây thì thủy ấy, còn không có giá thì không nhớ mà cô chú ơi. Đây nè, ở đây cũng 50 mấy đồng, nó cũng giá ít giống nhau nè. Ở trong đây thì nó có 6 miếng thịt heo vậy, dạng giống như vừa sườn vừa thịt vừa xương ở trong đó đó bà cô chú. Cho nên nhà thủy á, nếu mà nướng á, vậy là phải hai dĩa nó, thì nướng thí dụ mà một bịch nhẹ thì 6 miếng, mà 7 người mình nướng ra thì dư miếng 2 miếng, 2 dĩa thì dư 1-2 miếng gì đó, thì ai muốn ăn thêm thì ăn. Đây nó một lần nấu của thủy á là ngày nông bà cô chú, 2 dĩa này ha, với lại rau cải gì đó với lại cơm là xong một buổi chiều. Ở đây thì thủy có một miếng thịt heo xay nè, heo râm này để thủy làm heo bò, heo viên á, heo viên để thủy làm. Còn ở đây thì bánh này mình chỉ lấy cái gà mình quắn lại là mình nướng thôi mọi người. Nó có hộp sẵn vậy nè, đó mua 2 hộp vậy, bữa nào ấy ra rồi bỏ vô cái máy nướng là nướng lên ăn thôi. Nước rửa tay, cái này là nước rửa tay. Ở nhà mình thì lúc nào ở trong cái chỗ hai cái toilet thì phải có cái nước rửa tay, mình đi toilet xong mình rửa tay đó. Đây là cái để nước rửa tay. Cái hiệu này á, thì mình rửa tay nó không có khô tay đó mọi người. Cái hiệu này xà bông này rất là tốt. Hiệu đô này nè, thì thích xài hiệu đô này.
Hôm nay thì nước cam. Nước cam có hộp, nước cam này rất là ngon, thì rất thích uống nước cam. Đây, cái này thì để cuốn. Cái này thì Thủy mua về để Thủy cuốn với cinnamon á, bột Huế với lại chuối á mọi người. Cái chỉ trộn lên cái thì cuốn lên, thì chiên lên cho ăn ăn giống như dessert, xong mình ăn cơm xong mình có đồ tráng miệng á. Nè. Đây thì có một bịch quýt. Một bịch quýt thì hôm nay mua là 4 đồng. 4 đồng là cũng cho 90 ngàn không bà cô chú. Nè, một bịch quýt. Quýt rất là ngon, ngon ngọt lắm. Đây là nước táo của gia đình, nước táo vừa có nước cam, vừa có nước táo. Còn đây là một bịch bim bim. Bim bim này là để đem theo buổi trưa, bỏ vô cho mấy đứa nhỏ đi ăn buổi trưa, đi làm, đi học đó, bà cô chú. Chồng thì cũng vậy, thì bỏ vô một bịch bim bim. Cái này ở trong đó nó có 5 loại nè, 6 loại mà 18 bịch. Thì cái bịch này hồi nãy thấy mua là 11 đô. 11 đô là khoảng 200 ngàn. 220 ngàn hả? 220 ngàn. Thì không biết giá ha, thì tính đại 1 đô là 20 ngàn. Vậy đi không bà cô chú ha, không biết lên hay xuống gì nữa. Thì thì tính đại thì thôi. Chứ bây giờ Thủy lâu quá không có về Việt Nam nên Thủy không có biết giá tiền đâu. Đừng có mọi người trách Thủy hả. Đây, thì có bịch giá, thì tính nấu gì để ăn, nhưng mà ở nhà lúc nào cũng thích mua để mua bịch giá, để nhiều khi thì xào lên ăn cũng được. Đó, hôm nay là tổng cộng nè, nó Thủy mua hết bao nhiêu đây cho một tuần á mọi người. Mà cái này là chỉ có đồ ăn thôi ha, đồ ăn thôi, chứ không có là gọi là đồ để mình sử dụng trong gia đình, giống như là đồ ăn cho chó hay là cái này kia nữa đó mà cô chú. Thì cái này là đồ ăn cho gia đình Thủy á, hết hôm nay. Cái này là Thủy sẽ xử lý xử lý trong vòng một tuần nha bà cô chú. Bởi vì cho nên á, ai mà làm mẹ làm vợ rồi á biết, mỗi lần mình đi siêu thị á, là nghỉ một buổi tối là ăn một cái gì thì mình sẽ mua. Giống như Thủy mua vậy nè, hai dĩa thịt là một buổi tối nè. Đó, còn cái một dĩa thịt bò này là hơn hai dĩa này là cũng một buổi tối nè. Đó, gần tôm nè, tôm thì không có một buổi tối, nhiều khi mình xào mì ý cũng là một buổi tối ha. Còn này đồ ăn sáng, còn này ba dĩa này một buổi tối nè. Còn có hai bịch cá, hai bịch cá phi lê này là cũng một buổi tối nè. Đó, là cái này là chỉ có đồ ăn chánh thôi ha, còn rau cải rồi mình cho thêm nữa là một buổi tối của gia đình Thủy là hai món hay ba món dạng giống vậy đó. Hả, ai mà làm vợ làm mẹ thì biết rồi ha. Y như Thủy luôn. Mỗi ngày phải suy nghĩ ăn gì, mà mình cũng không có cho ăn đồ giống nhau hoài đó mọi người, cho nên là phải nghĩ ra cái món gì nó lạ lạ cho gia đình ăn, nấu mới mới là lạ cho gia đình ăn đó. Rồi hôm nay đây là một lần đi siêu thị của Thủy nè, trong vòng một tuần. Hôm nay là đầu tuần đó, để đi siêu thị về là đến thứ bảy hay chủ nhật là xong một cái mớ này nha mọi người. Nhưng mà chưa có tính là cà phê ha, rồi thức ăn cho chó ha, rồi sà bông xả, sà bông đồ cũng còn nhiều lắm mà cô chú ơi. Cái này là chỉ thức ăn cho gia đình á. Đó, mà hôm nay mua được miếng thịt bò này rẻ ghê, hên ghê. Chứ thường là cái miếng này ông bà cô chú ít lắm là cũng 18 đến 20 đồng. Dạo này thịt bò cũng lên giá dữ lắm. Ông bà cô chú biết hôm nay Thủy mua hết bao nhiêu đây là nhiêu không? Đó, đây là một cái đơn bên Winco ha. Còn đây là Leisureland ha. Thì đi một cái siêu thị đầu tiên á là Thủy trả được nhiêu? Thủy trả 64 đồng. 64 đồng bảy mấy sàn, 76 sàn là cho nó khoảng 1 triệu 2 hay là 1 triệu 3 gì đi. Đó. Rồi còn cái mới ở bên đây nữa là cái của Vĩnh Cò ha. Là Thủy đi siêu thị hết 152 đồng. 152 đồng là cho khoảng 3 triệu, 3 triệu mấy không bà cô chú. Thì đây, đó. Tất cả hôm nay Thủy đi là
3 triệu mấy với 1 triệu mấy cho là 4 triệu, khoảng 4 triệu rưỡi 5 triệu ha. Đó, 4 triệu rưỡi 5 triệu tiền đô thì là 2, cái này là 100 mấy đô nè, 6 mấy đô nè. Đến nó là khoảng 222 đô đi. 210 đô đi. 210 đô là đó. Là trong vòng một tuần ha. Gia đình của thủy, mà cái này là thủy cũng tính nát ốc quá nha, chứ không có vô mà lụm nha ông bà cô chú. Cái này là phải tính đó ông bà cô chú thấy. Phụ nữ mà phải không, ai cũng vậy hết trơn á. Rồi cho gia đình suy nghĩ, làm gì mua gì cũng phải suy nghĩ tính toán mới đủ, chứ không thôi là không có đủ đó mọi người ơi. 200 mấy đô ha, 210 mấy đô hôm nay nguyên một cái này. Gia đình của thủy 7 người, gia đình của thủy 7 người ăn thức ăn trong vòng một tuần là 210 đô ha. Ai thích cho thủy comment, cho thủy comment rồi gia đình thủy ăn mua đồ rẻ hay mắc. Thủy cũng không biết nữa, tại vì mọi gia đình ăn thức ăn khác nhau đó, thì thủy cũng không biết nữa. Thì mọi người cho thủy biết ha, ở Việt Nam mình gia đình 7 người thì ăn bao nhiêu một tuần ông bà cô chú? Chắc rẻ hơn ở Mỹ hay mắc hơn ở Mỹ? Thì nói bây giờ ở Việt Nam đồ còn mắc hơn ở Mỹ đó. Cho nên là ai thích ai cho thủy cái comment cho thủy biết chứ ha. Để thủy biết coi như thế nào giá cả rồi này kia, để học hỏi thêm đến với mọi người. Thôi mọi người ha. Ok, thì xin cảm ơn bà cô chú anh em và các bạn nha. Xin mọi người thương thủy cho thủy một like hay một share hay nhấn đăng ký ủng hộ thủy nha mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, an lành nha. Xin cảm ơn tất tất cả mọi người. Bye bye.